Ok mấy chị, hôm nay là Vân muốn chia sẻ với mấy chị về cái chân thứ ba ha, là gọi là Firrewalker pedicure. Đây là một cái chân mà làm cho cái chân mình nó ấm ha, rất là và giúp cho sức khỏe mình rất là nhiều. Thì thường á là ba menu này là đắt nhất, và khi mà khách lên ghế mình đó là mình lúc nào mình cũng mở một tiếng nói thôi, một lời thôi, là mình nói mình recommend, I'm strongly recommend this is the best pedicure. Thì nếu như mà người ta không có đủ đủ tiền, người ta không có cho phép á, là người ta sẽ xuống còn cái pedicure chính giữa ha. Cho nên là mình làm cái này, mình nói là this is the best one. Mấy anh chị thấy McDonald đó, họ chỉ hỏi một câu là do you want extra large thôi, mà mỗi một năm vậy họ kiếm cả bao nhiêu triệu đô. Vì sao? Vì một câu hỏi thôi. So this is the best one I recommend ha. Okay. Rồi, bây giờ đó là mình sẽ cho khách vào. Thì mình sẽ, trước khi mình mở nước á, đây là gọi là cái sản phẩm đầu tiên là herbal mineral bath á, là để vô bồn ha, hai pump cho nó tạo bọt. Dạ, sản phẩm này đó nó giúp cho detox, đào thải những cái độc tố trong người của họ ra mấy chị nha. Và hơn thế nữa đó là nếu tiệm mình bận á, họ ngâm cỡ nào không có nở cái chân ra, nhưng mà làm cho cái chân rất là mềm mại, mình không có cần dùng cái cuticle softener để cắt cuticle. Nhờ cái sản phẩm này mình cắt, mình bóc lên mình cắt luôn, chứ không có cần phải dùng cuticle softener nữa. Hết tạo bọt ha. Và bây giờ đó là rồi, cái bước kế tiếp á là mình sẽ cắt cuticle giữa sếp này kia xong hết trơn ha, cuticle giữa sếp xong rồi mình check cái chân của người ta coi có chân chị này có calus nhiều này ha. Thì thay vì mình dùng calus remover, nhưng mà mình không dùng luôn, vì mình đang nói với khách là 100% sản phẩm natural mà, all natural đúng không, cho nên mình sẽ không dùng calus remover luôn, nhưng mà mình dùng cái này so solution, nó y chang như calus remover vậy đó, nhưng mà nó giúp cho cái chân của họ rất là mịn, rất là mềm, và mình để những cái chỗ chai cứng y chang như vậy đó. À, chút xíu á, là mình dùng cái cục trà nó văng ra hết, nó văng ra hết. Okay. Để cho nó nằm yên chút xíu. Ok, rồi cho nó nằm yên ha. Là cái bước kế tiếp á, nếu mà họ có color remover mình mới làm vậy, còn nếu không có mình không cần phải làm vậy nhé. Ok, rồi liquid body loofa. Đây là một trong những sản phẩm lấy được cái da chết của họ. Và đặc biệt hơn nữa đó là đợt này mình sẽ mix với cái liquid body bar, hai cái mình mix với nhau. Thì đây là một cái sản phẩm mà làm bằng vỏ bưởi, rất là thơm, all natural, thì mình mix hai cái lại với nhau. Mỗi cái khoảng nửa pump. Ok. Thì cái cảm giác họ vừa mịn mà vừa mềm mà vừa rất là thoải mái. Mình trộn chung lại ha. Và nhớ cái cách mà xa đó là mình không có để hở cái chỗ này nha, mình ôm sát cái chân của người ta luôn nha. Ôm sát cái chân người ta thì người ta sẽ cảm nhận, người ta sẽ feel được cái massage của mình, đúng không chị? Chị feel được không? Dạ. Còn nếu như mà em diện gì thì chị có feel không? Diện gì? Cái này nó feel ấm bên trong cái muscle, cái xương. Yes. Thấy cái sự khác biệt không? Nếu mà mình cứ dạng thì họ sẽ không có feel gì hết. Nhưng mà nếu em làm như vậy thì chị feel không? Feel cái sự khác biệt rõ ràng đúng không? Ok. Mình sẽ ôm sát cái chân của người ta nè. Giờ tới đây thì mình sẽ lắc như vậy ha. Mình ôm cái chân sát như vậy. Ôm sát cái chân của người ta. Và cái này nó massage đã lắm, mình massage từ từ á, mà mình massage được lâu lắm và nó thẩm thấu. Mình càng massage nhiều đó là cái sản phẩm nó thẩm thấu cái chân của người ta càng nhiều mấy anh chị. Và khi thẩm thấu đó thì nó last rất là lâu, lâu lắm, cả tuần lễ luôn đó. Đó. Và mình cứ take time, cái sản phẩm này mình cứ take time, nhưng mình không có còn brush đâu. Vì cái này đó là mình ít nhất á là mình lấy trong tiệm mình đó. Vân recommend là cái này là 45 đồng nha. 45 đồng. Vì sao? Vì cái sản phẩm tới 7 món, và vì mình massage, cái cách mình massage nữa ha.
nhớ ha, đi ôm cái chân của người ta. Dạ bây giờ cho anh cái cục trà. Ok, dạ bây giờ đó vì luôn làm đêm mồ nha, cho nên mình không có take time nhiều nha. Nên mà bình thường là mình phải take time nhiều cho khách ha, cho tới khi mà mình không còn feel được cái sticky nữa ha. Hoặc là mình muốn mà massage thêm nữa đó, vì sản phẩm này khô rồi đó, thì mình sẽ nhúng cái tay mình vào nước chút xíu thì bắt đầu mình massage lại thì cái sản phẩm nó ra lại mấy chị, cho nên mình không cần lấy nhiều sản phẩm. It's all natural, water based, cho nên là sẽ không có lấy nhiều sản phẩm. Rồi hồi nãy mấy chị nhớ là Vân để cái solution ở dưới đây đúng không? Thì bây giờ mình trà nè, nó dăng hết, mình để chút xíu cát, chút xíu thôi ha. Giờ mình cho miếng nước vô cái cục này. Ok, mình trà thì nó dăng hết luôn, những cái callus, những cái cứng, những cái dơ á là nó dăng còn đẹp hơn là cái sản phẩm callus remover của mình đó, dăng ra hết. Đơn giản. Giờ cái chân đó mình xèo à, không cần phải cạo chân, không cần phải làm cực giống như hồi đó nữa, lấy ra hết không, rất là đơn giản. Mình không có cần phải để sản phẩm nhiều, mình chỉ cần chấm những cái chỗ có color thôi, những cái chỗ cứng thôi. Rồi khi mình rửa đó, rửa sơ như vậy mình cần phải rửa cái chân người ta sạch nha. Con thấy một số người chỉ có rửa bằng cái này cái đưa lên thôi thì nó không có vệ sinh lắm, mình phải chịu khó chút xíu ha, rửa cho sạch cái cát xuống và rửa nước sạch cho cái chân của người ta nha. Sau đó đó mình sẽ dùng một cái khăn nhỏ, một cái khăn sạch ha, mình chấm nhẹ cái chân của người ta, không cho thiệt là khô nha, phải ẩm ẩm như thế này. Và cái bước kế tiếp á, mình sẽ dùng cái eye dancer. Eye dancer là một trong những sản phẩm giúp release muscle, làm cho muscle người ta thư giãn ra. Nhiều lúc mình mệt mỏi đó là vì cái muscle này nó bị tight quá đó, nó bị chặt quá đó. Mang high heel hoặc là làm việc cả ngày mà chạy đi chạy lại đó thì cái chỗ này nó tight, nó sẽ rất là tight chỗ này nữa ha. Rồi mình sẽ dùng cái eye dancer. Cách lấy sản phẩm á, không có cần nhiều mấy chị nha, chỉ cần một hạt, cỡ một hạt đậu phộng hoặc là một cái lóng tay thôi ha, một cái lóng tay thôi. Vì mình không phải là massage nguyên cái chân, mình chỉ có massage ở dưới muscle, tập trung muscle cái sản phẩm này thôi. Ok, rồi vì cái chân họ còn ướt ẩm ẩm chút xíu đó, cho nên là mình massage nó dễ hơn. Và cái cách massage của cái sản phẩm này đó, mình nên căng cơ cái chân của người ta chút xíu. Đây là một trong những cái bí quyết mà người ta có thể feel được, khách có thể feel được nhiều hơn nè. Mình căng cơ và bắt đầu mình xoáy, cũng là cái cách xoáy sát, cái ôm sát cái chân của người ta nhé. Mình đi lên đi xuống 3 lần xong rồi mình sẽ đổi tay nha. Bạn có 3 lần xong rồi mình đổi tay. Và nhớ là đừng có buông cái tay của người ta ra nha, buông cái tay mình ra khỏi chân người ta nha. Khi mình đổi tay mình vẫn giữ y như vậy, mình căng cái cơ ra ha. Mặt ta 1 2, nhớ là mình xoáy ở dưới cái cơ bắp của người ta. 2. Xuống ở đây có một cái nguyệt, cái dưới này cái nguyệt mà làm cho cái chân người ta mệt mỏi đó, ngay chỗ này bên đây. Và nếu mình muốn massage thêm một lần nữa đó, anh chị sẽ trở lại 3 lần như vậy nữa. Okay. Khi mà em làm như vậy đó thì khi thử em buông ra em cũng massage như vậy đó, chị có feel không? Không feel đúng không? Không có feel. Nhưng mà vì feel được mạnh đó là cái tay của Vân nè mấy chị, cái tay của Vân đè cái cơ của họ xuống này.
ha, stretch cái cơ của họ xuống. Thấy cái sự khác biệt không? You see? Bây giờ em buông ra, em bẩn như vậy. Và nó không có feel. Không feel gì hết. Ok. Đó, đó là cái bí quyết mà khách nó ghi lại như vậy đó. Ok. See? Và nhớ là em không có buông. Em không có buông cái tay. Ok. Rồi, đây là cái sản phẩm mà tập trung vào cái cơ ha, cái muscle ha. Và sau đó đó là cái Firrewalker. Firrewalker là một trong những sản phẩm nó giúp cho cái chân người ta warm, ấm, nhưng tập trung vào lòng bàn chân nhiều hơn chị nha, lòng bàn chân chứ không phải là cái tay trên này nữa nha, ở phía dưới thì mình cũng để khoảng cỡ bao nhiêu thôi, không có nhiều nha, không có nhiều. Ok, giờ mình tập trung ở phía dưới lòng bàn chân, cái chân của người ta nhiều hơn, massage dưới chân. À, vì sản phẩm mình liên quan đến sức khỏe cho nên là khi mà mình mà mấy chị mà làm á, ở dưới đây nó có, để làm sao quay, có mấy cái nguyệt ở dưới này ha, đây là một cái nguyệt mà có thể giúp release cái sức khỏe của họ nè, là dưới lòng chân ngay chính giữa chân á. À, những anh chị mà bị ho hay là bị ho lâu năm đó, mình cũng có thể để tinh dầu dưới đây nè, ngay cái nguyệt dưới này nè, họ nó sẽ giúp rất là nhiều cho cái ho của mình hoặc là sức khỏe mình đang mệt mỏi đó, ngay chỗ này ha, đi xuống đây ngay chỗ này một cái nữa nè, nó giúp release cái mệt mỏi người ta nhiều lắm, cho nên đây mình cần nhấn, mình mà xa nguyên cả bàn chân người ta, nhưng mà những cái chỗ mình cần nhấn mình nhấn, ngưng lại nhấn chút xíu thì tự nhiên cái người của ta khỏe cả người luôn vậy đó. Dạ. Và đây là ở dưới lòng bàn chân. Ok. Khăn nóng ha. Thì sẽ đắp cái khăn nóng. You feel được không? You feel it? Yes, feel really good. Yep. So khi mình ráp như vậy đó là cái sản phẩm nó giúp cho thẩm thấu sâu hơn nữa trong cái chân của người ta, vì cái khăn nóng rồi nó giúp nó đẩy cái sản phẩm vô phía trong, đó là lý do tại sao cái sản phẩm mình nó last lâu hơn những sản phẩm khác. Dạ. Và sau khi mình ráp như vậy thì mình sẽ bắt đầu cái chân này, cho xong cái chân này hết tới cái step ráp á, mình mới trở lại cái chân này. Ok, mình mới trở lại chân này và mình làm cái step kế. Và khi mình ráp á, là đây là một những cái nhấn nữa nè ha. Really, really good. Tiếp tham thôi, làm mà tiếp nhiều lắm mà benefit cho sức khỏe người ta. Thì mình làm xong cái chân này rồi đó, bắt đầu mình trở lại cái chân này đó, mình lấy cái khăn ra. Và trong lúc mà mình massage iDancer với Firewalker, mình cũng có thể làm cái step này nha. Cái step này nha, nó căng cái cơ của người ta và người ta feel được nhiều hơn. Làm 3 lần nó không cần làm nhiều. Nhớ là cái tay của mình phải để dưới đây để biết feel control được cái chân của người ta, hay đừng kéo quá mạnh nha. Phải tiêu được là cái chân của người ta như thế nào. Ok, rồi sau đó mình dỡ cái khăn ra. Và cái bước kế tiếp á là mình sẽ dùng cái sole solution ha. Sole solution mình massage dưới cái gót chân thôi. Vì hồi nãy mình đã có chút xíu rồi đó, cho nên bây giờ đó là mình chỉ có thêm chút xíu nữa thôi, chứ không có cần nhiều. Chút xíu thôi ha. Những cái ở dưới mình cần thôi. Không có cần nhiều. Nãy cái chân của chị nó rất là dày cái này mà nó văng hết trơn những cái dày cái này nè. Và massage ở dưới lòng chân thôi. Cái này là massage dưới lòng chân. Mình lắc ra. Lắc cái
cái step cuối cùng á là cái body bath butter. Đây là một cái sản phẩm, nó là cái lotion, nhưng mà lotion này last rất là lâu và mình sẽ seal hết tất cả những gì nãy giờ mình làm. Và cái số lượng lấy sản phẩm á, đây mình có cái que ha để measure cái sản phẩm, và không cần phải lấy nhiều, chỉ cần một cái dít nhẹ thôi, một cái hạt đậu, một cái dít thôi ha. Một cái này xài rất là nhiều chân mấy chị, cho nên cần một cái dít này thôi ha. Xác đều cái chân người ta nhiều quá, cái chân nhiều dữ. Ok rồi, giờ mình sẽ thoa dòng massage chút xíu thôi, không có cần massage nhiều cái này ha, vì mình muốn họ siêu được ha. Và nhớ là khi mình massage đừng bao giờ đưa cái tay mình khỏi cái chân của người ta, trừ khi mình xong. Ok, và cái cuối cùng á, đây là một cái chiêu nữa ha, cái cuối cùng thì mình sẽ tập trung chừng khoảng ít nhất là 5-7 cái kéo lên kéo xuống cái chân của người ta. Và cái cuối cùng á, mình kết thúc nè. Chị thấy chị bị hụt hẫng không? Đang phê cái tự nhiên chấm dứt. Ok, thì đó là cái Firrewalker pedicure mấy chị. Và còn một cái nữa đó là cái tuyệt chiêu nữa đó, là cái tinh dầu á, mình có những cái tinh dầu và rất là nhiều mùi trong đó đúng không? Thì mình mua những cái chai nhỏ nhỏ đó, chai nhỏ nhỏ 2ml á, mình xớt ra. Và khi mà họ làm bất cứ cái chân nào cũng được hết nha, chứ không phải là cần phải cái chân thứ ba, cái chân Firrewalker. Thì mình nói là ở đây mình có tinh dầu extra, tinh dầu pedicure, essential oil pedicure extra massage, and it lasts you a long time and it release the tightness of your feet. Okay, so bây giờ mình sẽ bán cái mùi nào đó mà họ muốn, thì mình có những cái menu á, mình cho họ chọn cái mùi của họ muốn ha. Sau đó mình lấy cái chai đó mình bán cho họ, và mình bán 10 đồng một cái chai. Mình không phải mình bán tinh dầu, mình bán luôn cái service. Thì khi mà cái tinh dầu đó họ muốn đó, thì mình sẽ massage với cái eye dancer. Either mình mix với eye dancer. Eye dancer thường thì em mix với cái eye dancer nó nhiều hơn ha. Thì mình mix, mình cứ để vài drop của họ vô, xong rồi mình mix với cái này, mình massage. Thì khi mình massage đó là mình tập trung những cái bắp chuối, những cái mệt mỏi của người ta dưới lòng chân ha. Và còn lại bao nhiêu thì họ đem về họ xài. Và nhờ cái tinh dầu đó mà nó last lâu hơn nữa, và nó connect được cái sức khỏe của người ta, làm người ta rất là khỏe. Và thường á, ở trong tiệm đó là cái peppermint nè, brisk nè, là hai cái mùi mà em recommend, strongly recommend. Cái brisk á là nó giữ được cái độ ấm cho chân rất là lâu. Cái peppermint á là mùa hè đó mình xài nhiều vì cái giữ được độ ấm, nhưng mà nó là lạnh, ấm lạnh. Còn cái brisk á là nó ấm nóng. Nha, yeah, mấy chị nhớ cái này để mình recommend. Mình thấy nhiều khách thích cái lavender thì sao? Lavender thì cũng được. Lavender nó relax, nó giúp cho relax nhiều hơn. Yeah. Cho nên tùy theo khách lựa chọn, nhưng mà mình cũng phải có chút xíu kiến thức để recommend cái nào cho cái nào. Okay. Rồi, đó là cái thứ ba, cái Firrewalker pedicure mấy chị nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.